quý vị, liên quan vụ trục lợi từ các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam về nước tránh dịch COVID-19, tối 8 tháng 12 năm 2022, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với hai bị can. Gồm ông Lê Hồng Sơn, 47 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ và Du lịch Bầu Trời Xanh, bị bắt để làm rõ hành vi đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự. Ông Phạm Bá Sơn, 39 tuổi, bị bắt để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định và lệnh tố tụng đối với hai bị can này đều đã được thi hành, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn. Theo Bộ Công an, đây là diễn biến mới nhất trong vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Trong vụ án này, đến nay, Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam hơn 30 bị can, trong đó có nhiều quan chức cán bộ của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải. Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ để làm rõ các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này, ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao bị bắt để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Theo Bộ Công an, vụ án này liên quan đến việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong đại dịch COVID-19 nhằm trục lợi cá nhân. Bộ Công an xác định có chuyến bay các bị can đã trục lợi hàng tỷ đồng, số tiền đưa và nhận hối lộ trong vụ án lên đến hàng chục tỷ đồng, hàng trăm ngàn đô la Mỹ. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về vụ án này. Kính mời quý vị ấn like, đăng ký theo dõi và bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.